này này, đếm đếm cả cả quả to cả bé xem bao nhiêu quả. Hai đứa thì hai đứa thử xem đứa nào đếm đúng nào. Đếm quả xem cái cây có bao nhiêu quả. Nấn cho xem. Thằng Khang làm giám sát nhá. Xem anh Nguyên này anh đếm có đúng không nhá. Trong cây này nó bao nhiêu quả nào? Đếm to lên chứ nhỉ. Ừ cứ đếm đi. Sai bọn này đi đếm quả. Đếm đi ơi, tại tí ra này quên hết bây giờ. Bọn này mai sau mà đi đếm tiền thì chắc là lẫn hết. Tập ngay đi, bây giờ thì chưa được cái tiền là đi đếm dừa. Đếm hết bao nhiêu quả nha, tí nó lại đếm lại. Ừ đấy, để chia để chị. Trong cờ từ cửa tướng hoặc là cờ caro mấy các thứ là có cái câu kể trong quân sự ấy, có cái câu là chia để chị. Chia ra xong rồi cộng lại. Chia bên tay phải tay trái các kiểu. Trông vậy thôi, con cái thủy nó bán được mấy chục cây rồi. Trước cũng bán 12 cây cái hôm tôi quay cho các bạn đây. 12 cây. Cái hôm lần đầu mình phát là hình như là nó bán 7 cây hay sao ấy, 5 7 cây gì đấy. Hôm nay nó lại bán 10 cây. Kinh 32. Gọi là cứ cái thành quả là nó đếm. Hết chưa? Đấy là các chú đang khoan tiếng. Bao nhiêu quả? 38 quả. Đây này. Đây. Đang khoan tiếng. Lấy một nước. Cái này thùng này này là nó ấy rồi này. Không là đếm cái loại này nữa thì chắc là hay người ta là xem khoan tiếng. Được chưa? Còn thùng hoa này này. Ghê đùa. Cái thùng này nó bị rụng. Tính ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Tính ra một cái cây như cái cây ý, nó có 7 chùm quả. Nó có 7 chùm quả. Tính ra một cái cây như thế nó có 7 chùm quả. Thằng cô cháu đếm những cái ấy như thế là nó được 38 quả. Mà mỗi quả như các bạn biết là nếu mà các bạn mua bình thường là khoảng tầm 10.000 một quả. Đấy. Nó rơi vào mẹ vào 380 rồi, 300 400.000 tiền quả rồi. Còn như những cái cây như này đây này, không biết bao nhiêu chùm. À, một này. À, chắc cũng một nhá. Đếm từ bên hoa nhá để chia để chị nhá. Một này. Một này. Hai này. Ba này. Ba này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu. Đây này. Sáu chùm này. Cũng bảy chùm. Bảy chùm quả. Rồi mà như bên này. Một. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. 6. Cái như cái cây này là 6. Cả hoa nữa. 7. 8. Như cây này này. 8, 8 chùm quả. Nhưng mà cái cây mà đánh rồi ấy. Cây đánh về rồi thế là có những chùm mà nó rụng ấy. Nó phải là mới đánh cơ. Mới đánh thì là còn nguyên quả trên cây. Còn những cái cây này thì đánh từ ở cái nơi trồng về đây nó mất mẹ mấy ngày. Thế là quả nó rụng. Còn những cái chùm như thế này nó bao nhiêu quả ấy? Những chùm hoa này bao quả. Đó, chùm hoa này. Bao quả. Lúc đánh ấy.
những cái tỉ lệ đậu nó nhiều. Còn cái cách nhân giống để người ta trồng là như thế này này. Cá me Thái rồi các thể loại. Đang khoan giếng cho nên hơi ồn. Trông vậy thôi có mấy ngày, mấy ngày nó bán ác hết đấy. Nếu mang lọ bột canh. Rồi. Chùa đấy. Một quả dừa. Nếu ở trong kia thì nó rẻ. Mang về đây bán khoảng tầm 10, hơn 10 nghìn một quả. Thì chắc ở trong kia nó người ta đổ, người ta bán ấy, chắc tầm 4 nghìn. Mình nghĩ là 4 nghìn. Tại vì ra đây người ta bán 10 nghìn. Thì là ở trong ấy chắc là chỉ 3-4 nghìn một quả thôi. Còn cước xe, còn các thứ ấy, công cán của cái người đi buôn ấy. Thì một cái quả dừa này nếu các bạn mua thì nó tầm 10 nghìn. Cách làm thì đấy, lấy cái quả này này xong rồi nó có cái mầm ở trên này này. Các bạn uống dừa các bạn biết nó có cái mầm lên như thế này. Thì một cái cây giống này thì như anh em chúng nó bán thì tôi cũng không biết bao nhiêu. Có một thời điểm mà cây nó to một tí thì như ông anh ông bảo là ông ấy bán được 50.000 một cây như này. Đấy, 50.000 một cây. Về thì các bạn trồng thì nó ra dễ như này, thì các bạn trồng như này. Thì một cái cây này thì đến bao giờ mới ra được một cái cây như thế kia nhỉ. Đấy, cách các bạn mua dừa giống là nó như thế này này. Đấy. Nó cái quả như này này. Nhưng bình thường nếu mà ấy ấy thì người ta sẽ cho các bạn vào cái bịch như này. Chứ không phải trơ lơ trơ nước như này, còn thực ra dừa nó cũng dễ sống. Đấy thì là dừa các thứ là nó như thế này. Cau người ta nhân giống cũng thế, lấy cái quả xong người ta gieo. Thì là như thế này. Còn giá thì nói chung là các cái hàng bé bé mà ấy như này thì tôi cũng không để ý. Cái hàng này thì nó đắt hơn. Đấy, nó cũng như thế cây kia kìa. Nó cho vào cái bịch này này. Đây này. Đấy, cũng cho vào cái tức là như cái cây kia cho vào bịch. Xong rồi có sơ dừa. Thì hình như là cái cây này này. Cây này hay cây to hơn nhỉ? Anh em chúng nó bán giống này. Chả biết là 30 hay là 50 nghìn đợt ý đấy ấy. Còn bình thường nếu mà mua ở trên các cái ấy thì chắc là các bạn mua ở trên mạng ấy các thứ khéo không, là mua online con nhiếc thì khéo 100 nghìn, hơn 100 nghìn. Đấy, về rồi cũng lại thùng thô xốp rồi các kiểu. Nhưng mà dừa này là những cái cây to cho nên là cây nó phát triển nó to ấy. Đây này, bọn này thì nó đắt hơn cái bọn kia. Là tại vì là cũng là cái kia ấy. Xong rồi cho vào cái bầu như này, cho sơ dừa. Đấy. Xong rồi như thế này. Còn nếu mà bây giờ mà ấy ra thì nó cũng thế. Xong rồi rũ ra nhưng tôi lại phải đóng vào nó mệt. Đây là dễ nó ăn ra. Thì bọn này thì cây nó đảm bảo hơn. Đấy, nhưng mà dừa nó cũng dễ sống. Đấy, trồng từ cái bọn này thì lên thì mẹ khéo chắc đến 10 năm sau mới được như kia. Mà cái loại này mà đến trồng xong rồi để mà thu quả ấy thì chắc là 3-4 năm nhỉ. 2-3 năm thì mới được, thì mới bắt đầu cho quả. Thì bình thường anh em chúng nó like về giống dừa mấy các thứ là chúng nó bán kiểu này này. Đấy. Xong lại 150.000 hai cây. Bao ship đúng không? Nhưng mà dính vào bọn này nó mệt mệt, mình thấy mệt mệt. Cao phết, to phết. Còn cái loại này hôm trước là thanh trà. Quả của nó đéo biết tôi ăn uống ra gì không. Thanh trà. Nghe được cái nhỉ. Cóc đây. Chính là trồng cóc này cũng hay. Cóc này cũng ăn. Nè. Cây giống cây giết. Còn nói về dừa thì thực ra thì tôi thấy là trồng dừa là nó chân lý đấy. Nhà ông nào có ao nhưng ra ngoài này nó lại ồn quá. Anh em đang khoan giếng. Chính ra người ta có hồ cá quay ấy. Người ta trồng mẹ cái bọn dừa này hay. Đỡ phải trồng tùng, trồng tiếc. Dừa đắt, chả ra cái mẹ gì. Chả có quốc hồn, quốc túy gì nhỉ. Nhưng mà thực ra là tôi thích cái loại dừa cao hơn. Còn cái giống dừa lùn này thì
nếu mà trồng để các bạn ăn quả ấy. Cái gì? Ôn. Cái này lại là phải buông tán ra cơ. Buông tán ra thì nó tầm những cái cây như này là sơ sơ. Đấy, cái thỉ nó buộc như này là nó chọn cho khách đây. 10 cây à? Các cái loại này mà buông buông ra nhá thì là đẹp. Còn một cái cây như này là trung bình là nó tầm 10 à tầm 7, 7 chùm quả như này. Đấy, mỗi chùm quả thì nó nhiều, nó nhiều quả lắm. Nhưng mà đây kiểu về một thời gian thì nó rụng ấy. Về một thời gian thì nó rụng quả. Từ lúc đánh ra thì là nó rụng. Nó vận chuyển nữa. Về đây xong không cẩu không tiếp được lại cái xe ấy, như cái này để xem em bao nhiêu chùm này. Một này. Hai này. Một, đếm chia để chị. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm rồi. Sáu chùm. Như cái cây này được 6 chùm. Lúc nãy là đếm từ cái này chưa đến cái này thì là 6 chùm. Nhưng mà có những cái này là nó đang ra hoa đây này. Đây này. Nó đang ra hoa đây này. Đấy, thế là bình thường một cái cây này nó tầm 6 đến 7 chùm. Đây này, cái này nó là hoa đây này. Sau rồi nó lại ra quả. Đấy, còn về sau là nó rụng. Đây là cái chùm này là chùm hoa này. Thế là chính ra những cái cây này rất nhiều quả. Ra vào vin để cho bọn trẻ con nó tắm. Đấy, các cái cây này là cái thỉ nó buộc. Nếu mà buông cái tán ra thì nó to vết đấy. Còn giá thì nó rẻ. Nó bán lẻ 2 triệu thì nói chung là có công có cán. Xong rồi cứ vận chuyển từ cái nơi trồng ra. Cây to nó nặng cước. Con này nó bị đuông. Sâu. Chết thì chả chết đâu nhưng mà nó ấy. Cái này người ta lấy rồi nhưng mà người ta trả đi. Ở trong này nó có con như kiểu con sâu đục thân ấy. Gọi là đuông dừa đấy. Còn là các bạn mà nhà nói chung là có cái hồ ấy. Hồ cá quay, cá quầy mấy cái gì đấy. Có hồ có ao ấy, trồng dừa là hợp lý. Vừa quả vừa chơi vừa làm cây bóng mát. Ổn lắm. Phải đúng ngày hôm nay anh em quan chiếu. Cái này hoa của nó này. Nè. Cái con đuông dừa này hồi thế. Hồi. Nghỉ nhá. Đi. Đi ra bơi.